Ok anh em, hôm nay thì mình sẽ vào đây chơi game bài sóc đĩa tài xỉu đối tượng game Big Boss nha em ơi. Thì vốn mình hôm nay 20 triệu. Các bạn nhớ vào sự kiện nha. Bởi vì nó hiện tại nó có báo danh này, khi nào cũng có thôi và chia sẻ Facebook này là ban đầu này và hiện tại nó có sự kiện nó hoàn toàn cho thành viên mới nha. 100 000 ngàn thưởng 58 000 Nhưng mà cái lưu ý này này đó là các bạn phải hoàn thành 10 vòng cược chứ không phải là nó rút được ngay đâu chứ nếu mà dễ như vậy thì 10 thằng nào vào thì thằng nào anh em tạo 10 tài khoản này không phải anh em được 500 à. Đấy nó đéo ngu luôn anh em. bố mình hôm nay tường này mình sẽ vào đây chơi uh, siêu xe. Trước khi chơi một con game Thì các bạn nhớ xóa tất cả dữ liệu game nha để tránh hợp nó soi nha anh em. Chơi gì quan trọng nhất phải hên thôi. Đéo hên là chịu rồi anh em đúng không? Mình đặt mắc đa với BM đúc đi. Và cách đánh của mình như thế này anh em có thể tham khảo này, đó là mình đánh trên hoặc dưới. Nếu mình đánh trên ấy nếu mình đánh tên nha nhớ anh em nhớ điều này nếu mình đánh tên nha nếu mình đánh tên thì mình sẽ nha anh em mình sẽ đánh theo kiểu đó là bốn cửa mà nếu mình đoán cửa dưới mình chỉ chọn một trong hai cửa thôi nếu mình đoán lần nào đoán cửa trên ấy mình sẽ đặt, đặt cả bốn cửa luôn lần nào mình đoán cửa dưới ấy mình sẽ đặt hai cửa thôi đó là cách đánh của mình anh em ơi thì đương nhiên cách đánh gì như vậy thôi quan trọng nhất phải hên thôi em phải đoán đúng là kìa anh em đéo đoán đúng cái chịu thôi Nói chung chơi cái gì quan trọng nhất phải hên hê anh em ạ Đéo hên là chịu rồi anh em ạ Đéo hên là chịu queo rồi Đéo bị văn đéo này nói cho ăn không này à, Vậy lại thua nữa nên nhỉ? Đây rồi Đây rồi anh em ơi Cho thắng ván nó chứ Đéo lên nó cho thua mãi được đúng không Không thua mãi đâu Không thua mãi đâu anh em ơi Cho thắng mới chứ Nũ siêu xe này các bạn biết rồi Siêu xe này thì hê này ăn thôi xui chịu thôi à ôi rồi ôi nó về phút giờ quân dần kìa đèn thế hai mây đi liều ăn nhiều thôi anh em ơi đeo biết nó cho ăn không đây nó cho ăn này cực kỳ ngon luôn nó đeo cho này chịu chịu thật đấy phải mắc đa bêm lúc nào mắc đa bêm đúp đi mắc đa bêm lúc nào đúng rồi đúng rồi bêm đúc luôn ngon ngon anh em ạ ngon nha ngon nha thế mới lên được chứ không mà lên thế đéo được chơi ấy, các bạn đừng nghĩ là mỗi ngày các bạn chơi nhiều là hay mỗi ngày các bạn chỉ chơi 5 phút 10 phút hoặc dưới nó cũng được dưới 5 phút được nhưng mà các bạn chơi về chất lượng phải thắng được chứ ví dụ các bạn là chơi ngày nào các bạn chơi thì các bạn chưa thua gì các bạn đã thua cái chi phí mỗi lần đặt rồi em có nhận điều đó mình ở đây này đêm đúc tiếp này ngon thế thế mới ăn được đó chứ tháng 10 đấy anh em hai cái dựa đi bây giờ mình chọn vốn giờ với Cadillac lắc nha anh em ơi để biết nó có cho ăn không đây nó cho ăn thì ngon nói nó cho ăn thì chịu anh em ạ chịu nha chứ ghi mình đéo thì nó trước đều đéo gì rồi hên mình ăn thôi xui ra đảo thôi chơi nó đơn giản như vậy thôi anh ạ à. đây là cài lắc rồi hên đấy lúc này giờ một vĩ chuỷ cài lắc tiếp với bên ờ vút dần tiếp mình nghĩ là sau đó nó về cửa trên đấy đoán lần sau nha lần sau nó về cửa trên nếu lần này nó không về cửa trên lần sau đá lần này mình đỉnh đoán cửa trên này kìa mình thôi nói vấn sau để đặt cái tên đi Đã biết nó có về không đây Đừng có về khoa là về cái tên nha Ôi bềm đút anh em ạ Phải đạn thật đấy Mình lúc này đọc đọc lộn bềm đút này Giống như có cái gì đó giống như Ôi rồi, sao mình đặt bằng mê ta 500 thôi Tôi lỡ đặt một mê cái cuối thôi cứ Chịu đi Thế đặt à Thật như vậy đi anh em ơi Đeo biết nó cho ăn trong đây ra Nó về cái tên thì ngon đấy À nó đeo về cái tên này à. nó về cái này lắc kìa Chịu ấy Đeo biết bắn đéo này nó cho ăn trong đây Đeo biết như nào mà lần này, anh em ạ à. Nó trúng ấy thì ngon đấy Đéo chúng ngay là căng đấy em. căng cái dây đàn luôn đấy má à, cà lắc sao đéo phải chạy xuống một xíu là đi nhân 20 rồi nhưng đó chỉ là nếu thôi anh em ạ. nếu thôi à, lần này có thể là sai lầm đấy anh em ơi có lần này là lần sai lầm rồi đấy lần này có thể là lần sai lầm đấy anh em ạ em sai là mày đúng đắn đây, À cài lắc nó kìa thua luôn này anh em ạ, thua luôn đấy, bị đường lúc nãy lên mười mấy nghĩ mẹ rồi, mẹ ngu thật đấy, ngu nha. Đi bên văn đéo này nó cho không cho ăn là toàn đấy anh em ạ Cái tên lúc này giờ chưa về vấn nào luôn đấy anh em Phải lên kìa thịt mẹ nó chứ đèn thế Còn phải, phải cơ đi Đèn ra đánh con game khác xíu chứ chứ đèn Mình cứ cố gắng đánh một con game mãi là toàn đấy Đen cứ ra đánh game khác thử xíu thôi Mình sẽ nghỉ một ván thử xem sao Nghỉ một ván nó về cái máy cay anh em này đúng không như vậy đéo có gì để nói rồi Nếu nghiệp phá nó về luôn thì chịu rồi Còn may nó đéo về Thì đợi đấy Cái pha đó mình đánh là mình cũng thua rồi mà. Nhiều khi như vậy gọi là hên đấy anh em Có phải mà Có phải khi nào cũng hên được mãi đâu Má 4 ra 3 kìa anh em ơi Má nó chứ bậy ra 4 nữa Má tuổi đéo này chứ Bịp vãi đạn luôn đấy Bây giờ phán này mới đặt này Quên đặt cái kia 2 mê chứ Quên đi đắng này đặt cái này 2 mê cũng quên đi à, Leo Việt Nam cho thắng luôn này Nó điều cho thắng là toàn đấy anh em ơi Toàn đấy Đây rồi Mẹt mẹt anh em ơi Mẹt 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 Thôi nghĩ 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 anh em nha Nghĩ nha Ôi thắng 9 mê là ngon rồi Nghĩ nghĩ Đéo nhợi nữa chơi đó, nghĩ nghĩ Thôi, vì đó là đúng nha, bye bye anh em